Yoga Bola, Be The Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Các bạn khán giả truyền thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với sân vận động Lạch Tray tại thành phố Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ theo dõi trận đấu đầu tiên của V-League mùa giải 2023-2024, cuộc đối đầu của Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Và đây là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở trận đấu đầu tiên. Hải Phòng sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Ở trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 1 Đình Triệu. Bốn hậu vệ gồm có số 23 Tiến Dũng, số 3 Mạnh Hùng, số 91 Hoài Dương và số 42 A Sân. Tuyến giữa gồm có số 25 Biku, số 30 Hoàng Nam, số 97 Việt Hưng, số 7 Empande, số 77 Hữu Sơn và chơi cao nhất là số 9 Lưu Cao. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Nguyễn Đình Thái. Hai trợ lý là ông Trần Duy Khánh và Lê Thanh Tùng. Trọng tài thứ tư là ông Lê Đức Cảnh. Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội khách Hoàng Gia Lai. Đứng trong thành là thủ môn số 25 Trần Trung Kiên, số 8 Châu Ngọc Quang, số 9 Đinh Thanh Bình, số 11 Nguyễn Tuấn Anh đang băng đội trưởng, số 15 Nguyễn Thanh Nhân, số 19 Nguyễn Quốc Việt, số 20 Trần Bảo Toàn, số 30 Martin Zila, số 33 đó là Zairo, số 44 Diakite và số 86 ông là Dũng Quang Nho. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng trong trang phục màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của các bạn. Trên hàng công của đội bóng phố núi là cái tên rất mới, tiền đạo Martin Zila. Thực tế thì Martin Zila không phải là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng huấn luyện viên Kiatisak đã buộc phải có sự thay đổi sau những kết quả không khả quan của đội bóng này tại giải đấu giao hữu Cúp Thiên Long. Đánh đầu! Tình huống hãm thành đầu tiên mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tạo ra được trên sân Lạch Tray. Cú đánh đầu là của Jairo. Vẫn là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Một quyết định dứt điểm từ xa. Đáng tiếc là bóng đá đi không chính xác. Nỗ lực xử lý là của Quốc Việt. Các cầu thủ chủ nhà đang thể hiện là không thực sự ấn tượng. Cú đá của Tuấn Anh. Một pha xử lý tương đối bất ngờ. Thủ thành của đội chủ nhà Đình Triệu cũng đã đứng im ở tình huống vừa rồi. Chuyền của Biku. Đó là một cơ hội. Không được. Không thể có cú dứt điểm tiếp theo. Vẫn đang là các cầu thủ áo trắng. Trọng tài cũng đã căng cờ tình huống vừa rồi. Hải Phòng tấn công tốt bên phía hành lang cánh phải và họ mờ nhạt bên phía hành lang cánh trái. Nhưng một tình huống tấn công bên phía hành lang cánh trái và phối hợp giữa Triệu Việt Hưng và Hoàng Nam đã giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng có tình huống cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến bàn thắng. Khá nguy hiểm. Kể từ đầu trận đấu tới giờ thì không có nhiều những tình huống mà các cầu thủ Hải Phòng có thể tỏ ra vượt trội hơn so với các cầu thủ phòng ngự, các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ở những tình huống không chiến. Không phải là các cầu thủ Hải Phòng. Tình huống chạm bóng ở pha bóng vừa rồi là từ phía các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Bóng đi tới vị trí của Biku nhưng rõ ràng là quá khó để số 25 có thể có được một tình huống xử lý cuối cùng tốt. Đá của Thanh Bình. Đánh đầu. Tiếp tục là một cú đánh đầu. Đó là một tình huống chạm bóng của một cầu thủ bên phía Hải Phòng, đó là Tiến Dũng. Tình huống mà Diakite đã thoát ra được khỏi sự đeo bám từ phía đội trưởng Joseph Empande của đội chủ nhà. Đó là nỗ lực của các cầu thủ Hoàng Gia Lai dứt điểm. Không được. Ở hiệp 1 của trận đấu thì cơ hội nguy hiểm đầu tiên là của các cầu thủ khách Hoàng Anh Gia Lai. Và ở hiệp đấu thứ hai này cũng như vậy. Đó là lối chơi sở trường của huấn luyện viên Kiatisak. Lối chơi phòng ngự phản công. Và bây giờ chúng ta có thể thấy Quốc Việt đang đóng thế
những pha tấn công nhanh và những pha phản công nhanh lên phía trên của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Ngày hôm nay Quốc Việt đang chơi thay vị trí của Minh Vương, và vừa rồi là một pha dứt điểm của cầu thủ trẻ, nhưng rất may cho câu lạc bộ Hải Phòng là một phản xạ tuyệt vời của thủ môn Đình Triệu. Xuân Trường cũng là một trong những cầu thủ thuộc lứa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Khá nguy hiểm. Gương mặt khá trầm tư của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Câu lạc bộ Hải Phòng cần có nhiều hơn những tình huống tạo nên nguy hiểm như thế này về phía khung thành của Trung Kiên. Tiến Dũng quyết định dứt điểm, sút từ khá xa và nó đã đi không chính xác. Các giải đấu của Việt Nam diễn ra theo hệ thống 5 đơn. Không được. Nỗ lực là của Lucao. Năm nay thì hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam sẽ được áp dụng tổ chức vắt qua 2 năm với khung thời gian đồng bộ với hệ thống thi đấu của AFC dành cho cấp câu lạc bộ. Đánh đầu. Tiếp tục là một nỗ lực dứt điểm. Một lần nữa các cầu thủ Hải Phòng cho rằng đã có một tình huống bóng chạm tay. Đánh đầu, không vào. Bóng đã rời sang ngang khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Sức ép liên tục từ phía các cầu thủ chủ nhà. Martin Zila. Vận may đã không đến đối với các cầu thủ Hải Phòng. Khi một pha đánh đầu ngược, bóng đã chạm đúng cột dọc. Trong hiệp 2 thì Hải Phòng đã cố đẩy đội hình lên phía trên để tổ chức tấn công và họ đã gia tăng sức ép. Thêm một tình huống kiểm tra phạt đền nữa của tổ trọng tài công nghệ VAR với hai trọng tài Dương Hữu Phúc và Hoàng Ngọc Hà. Theo quan điểm của tôi trong pha bóng vừa rồi là bóng đã chạm vào ngực của Diakite chứ không phải là vào tay. Như vậy là trọng tài Nguyễn Thị Thái quyết định sẽ xem lại những hình ảnh của tổ trọng tài công nghệ VAR về tình huống tranh chấp vừa rồi. Đó là một quả penalty dành cho các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng. Lucao và Trung Kiên rất dễ dàng. Lucao đã đánh lừa được thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai, tỷ số là 1-0 cho Hải Phòng ở phút thứ 81. Sau bao nhiêu tình huống tấn công và chưa đem lại hiệu quả và đang gặp bế tắc, bây giờ các cầu thủ Hải Phòng họ đã có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m của Lucao. Bàn thắng đầu tiên của Hải Phòng và cũng là bàn thắng đầu tiên của V-League mùa giải 2023-2024. Cú đá phạt của Dũng Quang Nho. Đánh đầu, khá nguy hiểm. Bóng đã rồi sang ngang khung thành của Đình Triệu. Rất tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai. Trái bóng chỉ cần đi thấp một chút nữa thôi thì đã có niềm vui dành cho Thanh Bình cùng với các đồng đội của mình. May mắn đã không mỉm cười đối với các cầu thủ Hoàng Gia Lai trong pha bóng vừa rồi. Đó là một pha bật cao đánh đầu của trung vệ Zairo. Đánh đầu, khá nguy hiểm, tỷ số đã được cân bằng 1-1 phút thứ 95. Phút bù giờ thứ 5 tại sân Lai Chay. Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng san bằng cách biệt. Zairo là người đã đẩy bóng sang bên phía cánh phải và cũng chính anh là người thực hiện cú đánh đầu để mang về bàn thắng san bằng cách biệt cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Thay đổi trên hàng công của huấn luyện viên Kiên Đại Sắc đã phát huy hiệu quả khi ông đẩy Zairo lên đá cặp tiền đạo cùng với Martin Zila.
Trong pha bóng vừa rồi thì Zaido đã giành lại bóng và đi qua 2-3 cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng, sau đó có đường truyền thuận lợi cho Châu Ngọc Quang. Và chính anh là người kết thúc và đánh bại thủ môn Đình Triệu, một pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Lucao, vẫn là Lucao quyết định dứt điểm. Quá thiếu chính xác. Bây giờ chúng ta mới thấy pha xử lý rất tốt của Lucao, nhưng đường dứt điểm cuối cùng thì bóng lại đi lên trời. Tuấn Anh dứt điểm kỹ thuật, một quyết định dứt điểm vào góc gần của Tuấn Anh, nhưng vẫn thiếu đi sự chính xác. Và như vậy là tiếng còi kết thúc của trọng tài Nguyễn Đình Thái đã vang lên. Trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Câu lạc bộ Hải Phòng là những người có được bàn thắng trước, nhưng họ đã không thể bảo toàn được lợi thế của mình khi Hoàng Anh Gia Lai đã tìm kiếm được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút bù giờ thứ 5. Một trận đấu hấp dẫn và kịch tính tại sân Lạch Tray. Và nó hứa hẹn một mùa giải rất đáng chú ý của V-League. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.